13. Hình như cũng không quá lợi hại nha. Tổng hợp 900 sức chiến đấu, mười mấy con cô linh chiến sĩ hẳn là có thể đối phó. Nhưng muốn bắt sống hắn không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhìn vào kích thước của những cái tên này, độc tố có thể có tác dụng hạn chế đối với chúng. Nếu độc tố tôi liệt không có tác dụng với hắn thì phải nghĩ biện pháp khác. Đúng rồi, Avery đã sử dụng thuật giam cầm với ta. Nếu như có thể dùng ở trên người cái tên này thì tốt rồi. Đã đến lúc gặp Avery, bộ lạc Golin. Đại ca, dựa theo mong đợi của ngài mà hoàn thành, nhân lỗi kia đã sắp không xong rồi. Làm tốt lắm. Giết đi, giết ta đi. Ta sẽ đền tội trước mặt Chúa. Chào Avery. Ấm, ấm quá, là ai? Không, đừng, đừng đến đây. Đồ ác ma, ta đi mất, ta đâu quá. Sự trừng phạt dành cho cô đã kết thúc, Avery. Thật sao? Ta nói giữ lời. Nhưng điều kiện tiên quyết là người phải chọn tín ngưỡng của người. Tín ngưỡng gì? Là lựa chọn tin vào thần, hay là lựa chọn tin tưởng ta là một vật cưng của ta thoát khỏi đau khổ ngày qua ngày? Tốt lắm, Avery. Từ nay về sau, ta là chủ nhân duy nhất của ngươi, gọi ngươi là tiểu mẫu cậu. Chủ nhân, đi với ta đi. Thần linh đại nhân của ta, ngươi đối với ta thật tốt, Avery, nguyện ý trả giá hết thảy. Thật sao, Avery? Thật trùng hợp. Avery, ta muốn xem bộ dáng ngươi sử dụng kỹ năng thánh quang lồng giam như thế nào đó. Thánh quang lồng giam chủ nhân, có là, đó là cái gì? Thánh quang tù lung, cái này hả? Cuốn sách ma thuật lấy từ yêu tinh, mặc niệm. Như vậy đúng rồi, Avery tốt lắm. Avery, cô hồi phục rồi à? Mau giết cái tên Golem kia, dùng ma pháp khôi phục thân thể của ta, mau! Không thấy sao? Cô ta đã cam tâm tình nguyện dựa vào ta. Không, nữ nhi của giáo chủ thuần thánh giáo đồ làm sao có thể bị Golem thuần hóa được? Avery, nói với hắn, cô tình nguyện đi. Tất nhiên chủ nhân, tất cả đều do Avery tự nguyện. Hành động của ngươi sẽ khiến chúng ta Golem biến mất khỏi cái thế giới này. Ý nghĩa tồn tại của các ngươi chính là bị nhân loại giết mổ mà thôi. Thần giáo, thần thánh đồn giáo hội giết hết các ngươi.